dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm, môn vật lý lớp 10, bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của bài đầu tiên. Bài mở đầu giới thiệu mục đích học tập môn vật lý. Nội dung bài học của chúng ta sẽ có những phần như sau. Chúng ta cùng xem thêm bản giáo án của chủ đề số 4. Bài 1. Chủ đề 4. Động lực và định luật bảo toàn động lực. 3 tiết.
ta thêm xem thêm một bản giáo án chủ đề số 5, chuyển động tròn và biến dạng. Bài 1, chuyển động tròn. Thầy cô lưu ý rằng giáo án khi tải về là giáo án bản Word. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình học của địa phương mình. Và để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.